Thi Thiên 88 Hỏi Đức Giê-hô-va, Đức Chúa Trời về sự cứu rỗi tôi. Ngày và đêm tôi kêu cầu trước mặt Chúa. Nguyện lời cầu nguyện tôi thấu đến trước mặt Chúa. Xin hãy nghiêng tai qua nghe tiếng kêu cầu của tôi, vì linh hồn tôi đầy dẫy sự hoạn nạn. Mạng sống tôi hầu gần âm phủ. Tôi bị kể vào số những kẻ đi xuống huyệt. Tôi khác nào một người chẳng có ai giúp đỡ, bị bỏ giữa kẻ chết, giống như những kẻ bị giết nằm trong mồ mả mà Chúa không còn nhớ đến là kẻ bị trút khỏi tay Chúa. Chúa đã để tôi nằm nơi hầm cực sâu, tại chốn tối tăm trong vực thẳm. Cơn giận Chúa đè nặng trên tôi. Chúa dùng các lượng sóng Chúa làm tôi cực nhọc. Chúa khiến những kẻ quen biết tôi lìa xa tôi, làm tôi thành một vật gớm ghiếc cho họ tôi bị cấm cố không ra được mắt tôi hao mòn vì hoạn nạn đức giê-hô-va ôi hằng ngày tôi cầu khẩn ngài và giơ tay lên hướng cùng ngài chúa há vì kẻ chết mà sẽ làm phép lạ sao những kẻ qua đời há sẽ trỗi dậy đặng ngợi khen chúa ư sự nhân từ chúa há sẽ được truyền ra trong mồ mả sao hoặc sự thành tín chúa được giảng trong vực sâu ư các phép lạ Chúa há sẽ được biết trong nơi tối tăm sao? Và sự công bình Chúa há sẽ được rõ trong xứ bị bỏ quên ư? Còn tôi, Đức giê Hô Va ơi, tôi kêu cầu cùng Ngài. Vừa sáng, lời cầu nguyện tôi sẽ thấu đến trước mặt Ngài. Đức Giê-hô-va ơi, vì sao Ngài từ bỏ linh hồn tôi và giấu mặt Ngài cùng tôi? Tôi bị hoạn nạn hồng chết từ buổi thơ ấu tôi mang sự kinh khiếp Chúa và bị hoảng hồn. Sự giận dữ Chúa trôi trát tôi, sự hãi hùng Chúa đã trừ diệt tôi. Hằng ngày, các điều ấy vây quanh tôi như nước, cùng nhau bao phủ tôi. Chúa khiến các bộ bạn lìa xa tôi, cũng đã làm kẻ quen biết tôi, ẩn nơi tối tăm. Chương 9 Đức Chúa Giêsu nhóm họp 12 sứ đồ ban quyền năng phép tắc để trị quỷ chữa bệnh. Rồi Ngài sai đi rao giảng về nước Đức Chúa Trời cùng chữa lành kẻ có bệnh. Ngài dạy rằng, đi đường, chớ đem gì theo hết, hoặc gậy, hoặc bao, hoặc bánh, hoặc tiền bạc. Cũng đừng đem hai áo. Hãy các ngươi vào nhà nào, hãy ở đó cho đến khi đi. Còn ai không tiếp rước các ngươi, hãy ra khỏi thành họ và phủi bụi chân mình để làm chứng nghịch cùng họ vậy các sứ đồ ra đi từ làng này tới làng kia rao giảng tin lành khắp nơi và chữa lành người có bệnh bây giờ herod là vua chư hầu nghe nói về các việc xảy ra thì không biết nghĩ làm sao vì kẻ này nói rằng dân đã từ kẻ chết sống lại kẻ khác nói rằng eli đã hiện ra và kẻ khác nữa thì rằng một trong các đấng tiên tri đời xưa đã sống lại. Song Herod thì nói, ta đã truyền chém gian rồi. Vậy người này là ai mà ta nghe làm những việc dường ấy? Vua bèn tìm cách thấy Đức Chúa Giêsu. Các sứ đồ trở về trình cùng Đức Chúa Giêsu mọi việc mình đã làm. Ngài bèn đem các sứ đồ đi tẻ ra với mình đến gần thành kia gọi là Bethsaida nhưng dân chúng nghe vậy thì đi theo Ngài. Đức Chúa Giêsu tiếp đãi dân chúng, giảng cho họ về nước Đức Chúa Trời và chữa cho những kẻ cần được lành bệnh. Khi gần tối, 12 sứ đồ đến gần Ngài mà thưa rằng, xin truyền cho dân chúng về để họ đến các làng các ấp xung quanh mà trọ và kiếm chi ăn vì chúng ta ở đây là nơi vắng vẻ. Xong Ngài phán rằng, chính các ngươi hãy cho họ ăn các sứ đồ thưa rằng ví thử chính mình chúng tôi không đi mua đồ ăn cho hết thảy dân này thì chỉ có năm cái bánh và hai con cá mà thôi và bây giờ có độ năm ngàn người nam ở đó ngài bèn phán cùng môn đồ rằng hãy biểu chúng ngồi từng hàng năm mươi người môn đồ làm theo lời chúng ngồi xuống hết thảy đoạn đức chúa giêsu lấy năm cái bánh và hai con cá ngước mắt lên trời chúc tạ rồi bẻ ra trao cho môn đồ đặng phát cho đoàn dân ai nấy ăn no rồi người ta thâu được 12 giỏ đầy những miếng thừa một ngày kia đức chúa giêsu đang cầu nguyện riêng môn đồ nhóm lại xung quanh ngài ngài hỏi rằng trong dân chúng họ nói ta là ai thứ rằng người này nói là giăng bắp tít người kia nói là eli kẻ khác nói là một trong các đấng tiên tri đời xưa sống lại. Ngài lại hỏi rằng, còn về phần các ngươi thì nói ta là ai? Phi-a-rơ thưa rằng, thầy là đấng Christ của Đức Chúa Trời. Đức Chúa Giêsu nghiêm cấm môn đồ nói sự ấy với ai và phán thêm rằng, có người phải chịu nhiều điều khốn khổ, phải bị các trưởng lão, các thầy tế lễ cả và các thầy thông giáo bỏ ra, phải bị giết, ngày thứ ba phải sống lại đoạn ngài phán cùng mọi người rằng nếu ai muốn theo ta phải tự bỏ mình đi mỗi ngày vác thập tự giá mình mà theo ta vì ai muốn cứu sự sống mình thì sẽ mất còn ai vì cớ ta mất sự sống thì sẽ cứu nếu ai được cả thiên hạ mà chính mình phải mất hoặc hư đi thì có ích gì vì nếu ai hổ thẹn về ta và lời ta thì con người sẽ hổ thẹn về họ khi Ngài ngự trong sự vinh hiển của mình, của cha và của thiên sứ thánh mà đến. Quả thật, ta nói cùng các ngươi, một vài người trong các ngươi đương đứng đây sẽ không chết trước khi chưa thấy nước Đức Chúa Trời. Độ 8 ngày sau khi phán các lời đó, Đức Chúa Giêsu đem phi a rơ và Gia-cơ đi với mình lên trên núi để cầu nguyện. Đang khi cầu nguyện, diện mạo Ngài khác thường, áo Ngài trở nên sắc trắng, chói lòa. Và này, có hai người nói chuyện cùng Ngài, ấy là Moses và Eli, hiện ra trong sự vinh hiển và nói về sự Ngài qua đời là sự sẽ phải ứng nghiệm tại thành Giê-ru-sa-lem. phi rơ cùng đồng bạn mình buồn ngủ lắm, nhưng vừa tỉnh thức ra thấy vinh hiển của Đức Chúa Giê-xu và hai đấng ấy đứng gần Ngài lúc hai đấng ấy lìa khỏi đức Chúa giê xu Phêrô thưa ngài rằng: Thưa thầy, chúng ta ở đây tốt lắm. Hãy đóng ba trại, một cái cho thầy, một cái cho Mô-sê và một cái cho Eli, vì Phêrô không biết mình nói chi. Khi người còn đang nói, có một đám mây kéo đến bao phủ lấy, và khi vào trong đám mây, các môn đồ đều sợ hãi. Bấy giờ nghe có tiếng từ trong đám mây phán ra rằng: Này là con ta người được lựa chọn của ta, hãy nghe người." Khi tiếng ấy phát ra thì Đức Chúa Giêsu ở một mình. Các môn đồ nín lặng, không nói cùng ai về sự mình đã thấy. Bữa sau, khi Chúa cùng môn đồ từ núi xuống có đoàn dân đông đến đón rước Ngài. Một người trong đám đông kêu lên rằng: "Lạy Thầy, xin Thầy đói đến con trai tôi, vì là con một tôi. Một quỷ ám nó thình lình kêu la quỷ vật vã nó dữ tợn làm cho sôi bọt miếng mình mẩy nát hết rồi mới ra khỏi tôi đã xin môn đồ thầy đuổi quỷ đó nhưng họ đuổi không được đức chúa giêsu đáp rằng hỡi dòng dõi không tin và bội nghịch kia ta ở với các ngươi và nhìn các ngươi cho đến chừng nào hãy đem con của ngươi lại đi đứa con trai vừa lại gần quỷ xô nó nhào xuống đất và vật vã dữ tợn Xong Đức Chúa Giêsu xu quở nặng tà ma, chữa lành con trẻ ấy và giao lại cho cha nó. Ai nấy đều lấy làm lạ về quyền phép cao trọng của Đức Chúa Trời. Khi mọi người đang khen lạ các việc Đức Chúa Giêsu làm, Ngài phán cùng môn đồ rằng, Về phần các ngươi, hãy nghe kỹ điều ta sẽ nói cùng. Con người sẽ bị nộp trong tay người ta. Nhưng các môn đồ không hiểu lời ấy vì đã che khuất cho mình để chẳng rõ nghĩa làm sao và sợ không dám hỏi Ngài về lời ấy. Các môn đồ biện luận cùng nhau cho biết ai là lớn hơn hết trong hàng mình. Nhưng Đức Chúa Giêsu biết ý tưởng trong lòng môn đồ thì lấy một đứa con trẻ để gần mình mà phán rằng hễ ai vì danh ta mà tiếp con trẻ này tức là tiếp ta. Còn ai tiếp ta tức là tiếp đấng đã sai ta. Vì kẻ nào hèn mọn hơn hết trong vòng các ngươi ấy chính người đó là kẻ cao trọng. Văn cất tiếng nói rằng, Thưa Thầy, chúng tôi từng thấy có kẻ nhân danh Thầy mà trừ quỷ, chúng tôi đã cấm họ vì không cùng chúng tôi theo Thầy. Nhưng Đức Chúa Giêsu phán rằng, đừng cấm họ vì ai không nghịch cùng các ngươi là thuận các ngươi. Khi gần đến kỳ Đức Chúa Giêsu được đem lên khỏi thế gian, Ngài quyết định đi thành Jerusalem. Ngài sai kẻ đem tin đi trước mình. Họ ra đi và một làng của người Samari để sửa soạn nhà trọ cho Ngài. Song người Samari không tiếp rước Ngài vì Ngài đi thẳng lên thành Jerusalem. Gia cơ và dân là môn đồ Ngài thấy vậy nói rằng: "Thưa Chúa, Chúa có muốn chúng tôi khiến lửa từ trên trời xuống thiêu họ chăng?" Nhưng Chúa Giêsu xây lại quở hai người mà rằng các ngươi không biết tâm thần nào xui dục mình rồi ngài cùng môn đồ đi qua làng khác đang khi đi đường có kẻ thưa ngài rằng chúa đi đâu tôi sẽ theo đó đức chúa giêsu đáp rằng con cáo có hang chim trời có ổ song con người không có chỗ mà gối đầu ngài phán cùng kẻ khác rằng ngươi hãy theo ta. Kẻ ấy thưa rằng, xin cho phép tôi đi chôn cha tôi trước đã. Nhưng Đức Chúa Giêsu phán rằng, hãy để kẻ chết chôn kẻ chết, còn ngươi hãy đi rao giảng nước Đức Chúa Trời. Có kẻ khác nữa thưa rằng, lại Chúa, tôi sẽ theo Chúa. Xong xin cho phép tôi trước về từ giả người trong nhà tôi. Đức Chúa Giêsu phán rằng, ai đã tra tay cầm cày còn ngó lại đằng sau thì không xứng đáng với nước Đức Chúa Trời. Chương 23 Đức Giê-hô-va phán Khốn thay cho những kẻ chăn, hủy diệt và làm tan lạc bầy chiên của đồng cỏ ta. Vậy nên, về những kẻ chăn giữ dân ngài, thì Giê-hô-va Đức Chúa Trời của Israel phán như vậy. Các ngươi làm tan lạc bầy chiên ta, đã đuổi đi và không thăm nom đến. Này, ta sẽ thăm phạt các ngươi về những việc giữ mình làm, Đức Giê-hô-va phán vậy. Ta sẽ nhóm những con sót lại của bầy ta từ các nước mà ta đã đuổi chúng nó đến. Ta sẽ đem chúng nó trở về trong chuồng mình. Chúng nó sẽ sanh đẻ thêm nhiều. Ta sẽ lập lên những kẻ chăn nuôi chúng nó thì sẽ chẳng sợ chẳng hãi nữa và không thiếu một con nào. Đức Giê-hô-va phán vậy. Đức Giê-hô-va phán, Này những ngày đến, bây giờ ta sẽ dấy lên cho David một nhánh công bình. Ngài sẽ cai trị làm vua, lấy cách khôn ngoan mà ăn ở, làm sự chính trực công bình trong đất. Đang đời vương đó, Juda sẽ được cứu, Israel sẽ ở yên ổn và người ta sẽ xưng danh ấy là Đức Giê-hô-va, sự công bình chúng ta. Đức Giê-hô-va phán: Vậy nên, những ngày đến, bây giờ người ta sẽ chẳng còn nói rằng, thật như Đức Giê-hô-va hằng sống, tức là đấng đã đem con cái Israel lên khỏi đất Egypto. Nhưng nói rằng, thật như Đức Giê-hô-va hằng sống, tức là đấng đã đem lên và dắt dòng dõi nhà Israel về từ phương Bắc, từ các nước mà ta đã đuổi họ đến. Chúng nó sẽ ở trong đất mình. Về các tiên tri, lòng ta tan nát trong ta, xương ta thảy đều run rẩy. Ta như người say, như người say sẩm vì rượu, bởi cớ Đức Giê-hô-va và những lời thánh của Ngài. Trong đất đầy những kẻ tà dâm, vì cớ bị rủa sả thì đất nên sầu thảm. Những đồng cỏ nơi đồng vắng đều khô khan. Người ta chạy theo đường dữ, sức chúng nó là không công bình vì chính kẻ tiên tri thầy tế lễ đều là ô uế ta thấy sự gian ác chúng nó đến trong nhà ta đức giê-hô-va phán vậy cho nên đường chúng nó sẽ như nơi trơn trượt trong tối tăm sẽ bị đuổi và vấp ngã tại đó vì đến năm chúng nó bị thâm phạt ta sẽ dán tai vạ trên chúng nó đức giê-hô-va phán vậy ta đã thấy rõ sự điên dại của bọn tiên tri xứ samari chúng nó nhân danh ba anh mà nói tiên tri khiến dân israel ta lầm lạc nhưng nơi bọn tiên tri ở jerusalem ta đã thấy sự đáng gớm ghiếc chúng nó phạm tội tà dâm bước theo sự giả dối chúng nó làm cho cứng vững tay kẻ giữ đến nỗi chẳng ai xây bỏ sự ác của mình ta coi chúng nó thảy đều như sodom và dân cư nó như Gomorrah. Vậy nên, về phần bọn tiên tri đó, Đức Giê-hô-va vạn quân phán như vậy. Này, ta sẽ cho chúng nó ăn ngải cứu và uống mật đắng, vì các tiên tri ở Jerusalem đã làm cho sự vô đạo tràn ra trong cả xứ. Đức Giê-hô-va vạn quân phán như vậy. Chớ nghe những lời của các tiên tri nói tiên tri với các ngươi. Chúng nói dạy cho các ngươi sự hư không và nói sự hiện thấy bởi lòng mình, chẳng phải bởi miệng Đức Giê-hô-va. Chúng nó cứ bảo kẻ khinh dễ ta rằng, Đức Giê-hô-va phán, các ngươi sẽ được bình an. Lại bảo những kẻ bước theo sự cứng cỏi của lòng mình rằng, chẳng có tai họa nào sẽ đến trên các ngươi hết. Vậy, ai đã đứng được trong sự bàn luận của Đức Giê-hô-va để được ngắm xem và nghe lời Ngài? Ai đã suy xét và nghe lời Ngài? Này, Cơn giận của Đức Giê-hô-va đã phát ra như bão, như gió lốc, nổ trên đầu những kẻ dữ. Đức Giê-hô-va chưa làm trọn ý đã định trong lòng thì cơn giận của Ngài sẽ chẳng trở lại. Trong ngày sau rốt, các ngươi sẽ rõ biết sự ấy. Ta chẳng sai những tiên tri này mà chúng nó đã chạy. Ta chẳng phán với mà đã nói tiên tri nếu chúng nó có đứng trong sự bàn luận ta, thì đã khiến dân ta nghe lời ta và đã làm cho dân từ đường giữ việc xấu mà trở lại rồi. Đức Giê-hô-va phán, Ta có phải là Đức Chúa Trời ở gần mà không phải là Đức Chúa Trời ở xa sao? Đức Giê-hô-va phán, Có người nào có thể giấu mình trong các nơi kín cho ta đừng thấy chăng? Đức Giê-hô-va phán, Há chẳng phải ta đầy dẫy các từng trời và đất sao? ta nghe điều những kẻ tiên tri này nói. Chúng nói nhân danh ta mà nói tiên tri giả dối rằng ta có chim bao, thật ta có chim bao. Những tiên tri ấy, theo sự dối trá của lòng mình mà nói tiên tri, chúng nó có lòng ấy cho đến chừng nào? Chúng nó mỗi người thuộc chim bao cùng kẻ lân cận, tưởng sẽ khiến dân quên danh ta cũng như tổ phụ chúng nó vì ba anh quên danh ta khi tiên tri nào có chim bao, hãy thuật chim bao ấy đi. Còn kẻ nào đã lãnh lời ta, hãy truyền lại lời ta cách trung tín. Đức Giê-hô-va phán, rơm rạ, há sen vào với lúa mì sao? Lời ta, há chẳng như lửa, như búa đập vỡ đá sao? Đức Giê-hô-va phán vậy. Vậy nên, Đức Giê-hô-va phán rằng, Này, Ta nghịch cùng những kẻ tiên tri ăn cắp lẫn nhau về lời của ta. Đức Giê-hô-va phán: Này, ta nghịch cùng những kẻ tiên tri dùng lưỡi mình nói ra mà rằng, Ngài phán: Đức Giê-hô-va phán: Này, ta nghịch cùng những kẻ lấy chim bao giả dối mà nói tiên tri, thuật lại và lấy lời dối trá khoe khoang mà làm cho dân ta lầm lạc. Nhưng ta không sai và cũng không bảo chúng nó Chúng nó cũng không làm ít gì cho dân này hết, Đức Giê-hô-va phán vậy. Nếu dân này, kẻ tiên tri hay là thầy tế lễ hỏi ngươi rằng: "Gánh nặng của Đức Giê-hô-va là gì?" Khá đáp rằng: "Gánh nặng gì?" Đức Giê-hô-va phán: "Ta sẽ từ bỏ các ngươi." Còn như kẻ tiên tri, thầy tế lễ và dân sẽ nói rằng: "Gánh nặng của Đức Giê-hô-va thì ta sẽ phạt người ấy và nhà nó. Vậy, này là câu mỗi người khá hỏi kẻ lân cận mình. Mỗi người khá hỏi anh em mình rằng, Đức Giê-hô-va đã trả lời làm sao? Đức Giê-hô-va đã phán thế nào? Bây giờ, chớ nói gánh nặng của Đức Giê-hô-va nữa, vì lời của mỗi một người sẽ là gánh nặng của nó. Vì các ngươi đã làm trái những lời của Đức Chúa Trời hằng sống của Đức vạn quân Đức Chúa Trời chúng ta. Vậy, ngươi khá hỏi kẻ tiên tri rằng, Đức Giê-hô-va đã trả lời cho ngươi làm sao? Hay là Đức Giê-hô-va đã phán thể nào? Nhưng nếu các ngươi nói rằng gánh nặng của Đức Giê-hô-va, bởi cớ đó Đức Giê-hô-va phán như vậy, vì các ngươi nói lời này, gánh nặng của Đức Giê-hô-va và ta đã sai đến cùng các ngươi đặng bảo các ngươi rằng chớ còn nói rằng gánh nặng của Đức Giê-hô-va. Nhưng đó, này, ta sẽ quên hẳn các ngươi, ta sẽ bỏ các ngươi và thành ta đã ban cho các ngươi và tổ phụ các ngươi xa khỏi trước mặt ta. Ta sẽ khiến các ngươi chịu nhơ nhuốc đời đời, hổ thẹn vô cùng, không bao giờ quên được. Chương 24 Đức Giê-hô-va tỏ cho tôi, Này, có hai giỏ trái vả để trước đền thờ Đức Giê-hô-va. Ấy là sau khi Nebuchadnezzar, vua Babylon, đã bắt giê con trai giê hô kim vua giu cùng các quan trưởng giu với các thợ nghề và thợ rèn từ thành giê đem về nước Babylon làm phu tù. Một trong hai giỏ thì đựng những trái vả rất tốt như trái vả đầu mùa, còn vỏ kia thì đựng trái xấu lắm đến nỗi không có thể ăn được. Đức Giê-hô-va phán cùng tôi rằng, hỏi Giê-rê-mi, ngươi thấy gì? Tôi thưa, thấy trái vả, những trái tốt thì rất tốt, còn những trái xấu thì rất xấu, xấu đến nỗi không thể ăn được. Bây giờ có lời của Đức Giê-hô-va phán cùng tôi rằng, Giê-hô-va Đức Chúa Trời của Israel phán như vậy như những trái vả tốt này. Ta cũng sẽ xem những kẻ phu tù Juda mà ta đã sai từ nơi này đến trong đất người canh đê, cho chúng nó được ít. Ta sẽ để con mắt ta trên chúng nó làm ít cho, và ta sẽ đem họ về trong xứ này, lập lên mà không phá đi nữa, trồng lại mà không nhổ đi nữa. Ta sẽ ban cho chúng nó tấm lòng hay nhận biết ta là Đức Giê-hô-va chúng nó sẽ làm dân ta và ta sẽ làm đất chúa trời chúng nó vì chúng nó sẽ hết lòng trở về cùng ta còn như sê kia vua Yhuda các quan trưởng nó và dân sót lại của thành Jerusalem là dân còn ở trong đất này và những kẻ ở trong đất Egypto thì người ta làm cho những trái vả xấu quá ăn không được thế nào ta cũng sẽ làm cho chúng nó thế ấy ta sẽ phó chúng nó để bị ném đi ném lại giữa mọi nước thế gian, cho chúng nó chịu khổ, chịu mắng nhiếc, soi bói, cười chê, rủa xả trong mọi xứ mà ta sẽ đuổi chúng nó đến. Ta sẽ sai gươm dao, đói kém, ôn dịch giữa chúng nó, cho đến chừng chúng nó bị hủy diệt khỏi đất, ta đã ban cho chúng nó cùng tổ phụ chúng nó.